Hoàng Quốc Vượng là đường dẫn hay chốt chặn trước nhà Trần Tuấn Anh đây? Vào ngày 2 tháng 1, ông Tô Lâm đã cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt giam ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình Sự. Được biết, ông Hoàng Quốc Vượng có 2 lần làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, lần đầu làm từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 9 năm 2012 dưới thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Lần thứ nhì, ông Vượng làm Thứ trưởng là dưới thời Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, giai đoạn 2015-2020. Sai phạm của ông Vượng được xác định là xảy ra dưới thời Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Ông Hoàng Quốc Vượng, cấp phó của ông Trần Tuấn Anh ở Bộ Công Thương, đã bị bắt giữ. Xen giữa hai lần làm Thứ trưởng Bộ Công Thương là giai đoạn ông này làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, viết tắt là EVN. Thông tin từ nội bộ cho biết, khi làm Chủ tịch EVN, ông Hoàng Quốc Vượng đã nắm mọi mánh khóe trục lợi và mang mánh khóe đó về Bộ Công Thương tư vấn cho Trần Tuấn Anh, làm ra các chính sách có lợi cho nhóm lợi ích điện lực. Thời kỳ Hoàng Quốc Vượng làm Chủ tịch EVN thì Dương Quang Thành là cấp phó hỗ trợ đắc lực cho ông Vượng. Sau khi rời EVN về Bộ Công Thương, Hoàng Quốc Vượng đề xuất Dương Quang Thành lên thay. Cặp đôi này phối hợp rất ăn ý. Tại Bộ Công Thương, Hoàng Quốc Vượng tư vấn cho Trần Tuấn Anh ra chính sách về điện ở bên dưới. Với tư cách là Chủ tịch EVN, Dương Quang Thành trục lợi từ những chính sách đó, rồi cùng nhau chia chác với số tiền khổng lồ. Theo kết luận Thanh tra Chính phủ công bố vào 27 tháng 12 năm 2023, Bộ Công Thương đã có rất nhiều khuyết điểm vi phạm trong tham mưu triển khai thực hiện quyết định số 11/2017 về phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời, quyết định 13/2020 với cơ chế khuyến khích giá ưu đãi cho điện mặt trời. Trước ông Hoàng Quốc Vượng, ông Đỗ Thắng Hải, từng là cấp phó của ông Trần Tuấn Anh, cũng đã bị bắt. Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, ông Trần Cẩm Tú nhận lệnh của Nguyễn Phú Trọng đã cho lên thớt rất nhiều nhân vật lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó có ông Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng, ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Dương Quang Thành, cựu Chủ tịch EVN, ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và một số nhân vật khác. Cho đến nay, Bộ Chính trị chưa chính thức kỷ luật. Tuy nhiên, một khi Trần Cẩm Tú đã lên danh sách đệ trình Bộ Chính trị, thì trước sau gì những người này cũng sẽ bị kỷ luật. Nhưng chưa biết mức án kỷ luật dành cho họ cao thấp đến đâu. Cho tới nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho Tô Lâm bắt Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng, và đây là những quan chức cấp trung. Nhiều người đang đặt câu hỏi liệu rằng việc bắt ông Đỗ Thắng Hải và ông Hoàng Quốc Vượng có phải là bước chuẩn bị để tiến tới nhà Trần Tuấn Anh hay không? Quốc Vượng có phải là bước chuẩn bị và đây là tín hiệu đã được tung ra, hay chỉ bắt đến cấp Thứ trưởng rồi lại dừng lại? Bởi thực tế, ông Trọng đang chống tham nhũng có vùng cấm, nên dư luận thắc mắc ông Trần Tuấn Anh có phải là vùng cấm mới hay không? Cả hai cấp phó đều bị bắt, ông Trần Tuấn Anh không thể vô can. Vào năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật Đinh Tiến Dũng, Bí thư Hà Nội, do những sai phạm thời ông này làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Trọng vẫn để ông Đinh Tiến Dũng ngồi ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội mà không mạnh tay như ông đã từng làm với Đinh La Thăng. Không rõ ông Trọng sẽ mạnh tay hay nương tay với Trần Tuấn Anh đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem, nếu hốt hết những người đã dính sai phạm trong vụ EVN, phải hốt từ Chính phủ đến Trần Tuấn Anh, rồi hốt xuống cấp dưới chứ không thể chỉ dừng ở cấp Thứ trưởng. Bởi mọi sai phạm đều phải quy cho cấp trưởng chứ không thể đổ tội hết cho cấp phó. Cấp phó chỉ là kẻ tham mưu và thừa hành, không phải là người quyết định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Hoàng Quốc Vượng là đường dẫn hay chốt chặn trước nhà Trần Tuấn Anh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.
Sự vụ Việt Á, bộ mặt trùm cuối lởn vởn hiện lên. Trong vụ án Việt Á đang xét xử, hai nhân vật được cho là có liên quan đến gia đình ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đều phải ra trước vành móng ngựa. Đó là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, và bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holding. Hình ảnh của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy phải ra đứng trước vành móng ngựa. Điều đặc biệt là báo chí quốc doanh không hề đề cập đến thân thế của hai nhân vật này. Với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, báo chí chỉ đưa rằng điều kiện công ty Capitaland đưa ra chủ tịch Việt Á không thực hiện được, song do bị cáo Thủy có mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, nên cựu chuyên viên nhà xuất bản có thể can thiệp, tác động đến lãnh đạo các bộ ngành để có thư cảm ơn của chính phủ Việt Nam hoặc đại diện chính phủ Việt Nam có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ của công ty Capitaland. Như vậy rõ ràng là bị cáo Thủy có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao trong chính phủ. Và câu hỏi mà dư luận trong cả nước đặt ra đó là người đấy là ai đây? Tại sao báo chí không dám nêu tên lên? Như vậy là báo chí không dám đụng đến vùng cấm, không được nói gì thêm ngoài thông tin từ tòa, từ công an v.v. Báo chí quốc doanh bị hạn chế bởi vùng cấm, còn báo chí tự do thì không bị ràng buộc nào. Từ lâu, báo chí tự do đã cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là em con chú ruột của ông Nguyễn Xuân Phúc. Và như vậy, lãnh đạo cấp cao trong chính phủ mà báo chí đề cập chính là ông Nguyễn Xuân Phúc lúc còn làm thủ tướng. Vì mối quan hệ này, Phan Quốc Việt mới mạnh tay chi đến 40% giá trị hợp đồng cho Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Thủy Linh. Nguyễn Bạch Thủy Linh khi mới bắt đầu bị bắt. Còn Nguyễn Bạch Thủy Linh là ai cũng là một câu hỏi được dư luận đang đặt ra. Cũng không hiểu vì lý do gì mà hình ảnh bị cáo Nguyễn Bạch Thủy Linh không được báo chí đưa lên. Được biết bà này không có bà con họ hàng gì với gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng gia đình chồng bà có quan hệ với gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc. Chồng Nguyễn Bạch Thủy Linh là Ngô Mê Giang, con trai út của cố đại sứ Ngô Điền. Ông Ngô Điền cùng quê Điện Bàn với bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Nguyễn Xuân Phúc. Hai gia đình này rất thân nhau. Trong lúc làm ăn, Nguyễn Bạch Thủy Linh có hùn vốn với con gái ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang trong công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối SNB. Đây là công ty con trong hệ sinh thái của SNB Holding. Trong công ty này, Nguyễn Bạch Thủy Linh nắm 50% cổ phần, Nguyễn Thị Xuân Trang 48% cổ phần, còn 2% còn lại là một cổ đông khác nắm giữ. Khi Nguyễn Bạch Thủy Linh bị bắt giữ thì Nguyễn Thị Xuân Trang vẫn đang là vùng cấm. Có một chi tiết rất đáng ngờ, đấy là Nguyễn Thị Thanh Thủy chỉ là chuyên viên nhà xuất bản giáo dục mà lại gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Long, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Y tế, để nhờ ông này có mặt tại buổi trao tặng kit xét nghiệm. Vậy một chuyên viên của một ngành xã khác lấy quyền lực nào để điều được một Thứ trưởng của Bộ Y tế? Điều đó cho thấy phải có người điều ông Long chứ không phải là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Người đó ngoài ông Nguyễn Xuân Phúc, anh con bác của Nguyễn Thị Thanh Thủy, thì còn ai khác nữa? Câu hỏi đã được trả lời. Tại tòa, bà Thủy khai quen ông Long và thư ký của ông Long do có thời gian dài ở Tuyên Quang, bà từng dạy ở trường trung cấp y tế nên hay về Bộ Y tế tập huấn. Một chuyên viên nhỏ bé chỉ đi tập huấn mà quen đến Thứ trưởng, một vở kịch không được hay vì nó rất thiếu tính logic. Vụ án lớn như vụ Việt Á mà ông Tổng Bí Thư tạo vùng cấm cho trùm cuối thì chống muôn đời cũng không hết được tham nhũng và nó vẫn nhung nhúc trong đảng của ông. Theo thông tin riêng của chúng tôi cho biết, ông Nguyễn Thanh Long, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Lê Minh Hưng là chỗ rất thân quen. Những gì ông Nguyễn Thanh Long làm không phải do Nguyễn Thị Thanh Thủy điều khiển mà là do ông Nguyễn Xuân Phúc. Đó chính là địa chỉ trùm cuối. Nhưng khổ nỗi chính ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra vùng cấm, cấm báo chí khai thác vào đấy. Ngoài ra, 80% cổ phần trong công ty Việt Á cho đến nay cũng là một vùng cấm. Ông Tô Lâm cũng không lôi ra được nhân vật nào đứng tên góp vốn này. Việc điều tra ra người góp vốn rất dễ, nhưng tại sao Tô Lâm lại không điều tra để tẩy rửa cho sạch tập đoàn tội phạm này? Để ém 80% cổ phần bí ẩn này, mới đây Tuyên giáo chỉ đạo báo chí sửa lại Phan Quốc Việt sở hữu 47,2% cổ phần và Hồ Thị Thanh Thủy, vợ của Việt sở hữu 24%. Đây là nghi vấn rất lớn.
Đảng không thể qua mắt nhân dân với trò tẩy xóa quá lộ liễu này. Còn nhớ vào ngày 4 tháng 2 năm 2023, tại buổi khai công văn phòng giao dịch của Chủ tịch nước, ông Phúc khẳng định, gia đình tôi, vợ các con tôi không tư lợi, không tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Cái gọi là Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng là kết quả của một ngã giá chính trị. Anh rút thì anh được an toàn và vùng cấm được tạo ra như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Sự vụ Việt Á, bộ mặt trùm cuối, lởn vởn, hiện rõ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.